thương hết mọi người khốn cùng. Đôi tay ta sang xa cứu người từ cực lầm than. Ta mến thương mọi người bất kể tin ngưỡng dân tộc. Mọi người là anh em có cùng chung một người cha. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng ca hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng ca phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Yêu thương ta hy sinh, ta quyết quên bản thân mình. Cho anh em ta ăn áo mặc khi trời lạnh căm, che nắng mưa xây nhà mắt lòa có ta mồ côi. Người tàn tật xe lăn khắp nẻo quê nghèo tung tăng. Vì người nghèo, tiếng ca hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng ca phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Cho tha nhân ta quyết phục vụ ân cần, thương yêu như anh em, quý trọng như là người thân. Môi thắm tươi nụ cười, thương xử dễ thương kỳ dịu. Được phục vụ tha nhân chính là rơi luật yêu thương. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng ca hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Các cô ơi, nhớ là hai phiếu thì hai bánh nha. Có những người cầm hai phiếu thì chúng ta phải gửi hai bánh. Và chúng ta trao bánh chúng ta phải cười nha. Phải cười, mời cô, mời chị, mời bà. Dạ.
những ai có phiếu trên tay mà chưa có bánh đâu, đưa lên cho chúng con xem đi. Ai chưa có bánh, ai chưa có bánh đưa cao lên, chúng con xin cảm ơn. Chúng con xin mời dùng bánh buổi trưa. Dạ, những ai có phiếu trên tay, 2 phiếu thì chúng ta sẽ nhận được 2 bánh, và 3 phiếu chúng ta sẽ được nhận 3 bánh. Nà, không có phiếu chúng ta sẽ không có nhận. Xin cảm ơn. Những ai có phiếu mà chưa nhận bánh đâu, cho chúng con xin được phục vụ cho quý ông bà anh chị em. Bánh đây, ai chưa có bánh? Bánh mì đây. Bánh đây. Ai chưa có? Bác dùng ngon không bác? Ngon, ngon lắm bác, ngon. Con có chưa? Kính thưa quý ông bà anh chị em, giờ đây chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của chúng con xin được bước vào chương trình tặng quà cho quý ông bà anh chị em sáng hôm nay đã có mặt tại giáo xứ Minh Hưng. Đó là cái niềm vui và hạnh phúc của chúng con đến đây để chúng con thăm giáo xứ, chào cha xứ cũng như là được gặp gỡ quý ông bà anh chị em. Và giờ đây chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo trao tặng quà tại giáo xứ Minh Hưng xin được phép bắt đầu. Vâng, thưa tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt là cha sở giáo xứ Minh Hưng, bài hát Tiếng Hát Vì Người Nghèo, một nhạc phẩm rất hay và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, xin được phép khai mạc cho buổi tặng quà cũng như là thăm tất cả quý ông bà anh chị em tại giáo xứ Minh Hưng. Một lần nữa con xin thay mặt cho cha Linh Hướng, Linh Mục John Bautista Nguyễn Tấn Sang cùng với toàn thể tất cả những anh chị em thành viên gửi đến cha sở, quý ban mục vụ và toàn thể quý ông bà chị em lời chào thương mến nhất, thưa quý vị. Dạ, con cảm ơn ạ. Trước khi con xin mời, trân trọng kính mời cha sở
Linh Mục Nguyễn Sang đến để thăm quý bạn chị em, thì con xin được giới thiệu đôi nét về chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Kính thưa tất cả quý bạn chị em, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo được thành lập hơn 13 năm qua với một cái tôn chỉ, đó là không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Và chúng con luôn yêu thương ra đi phục vụ trên tinh thần đó là yêu thương, hy sinh và phục vụ hết mình. Bởi vì quý vị biết, người sáng lập ra chương trình này không ai khác hơn là một vị linh mục, một vị chủ chăn rất là đáng kính, rất là gần gũi và rất là yêu thương người nghèo, đó là Linh Mục John Bautista Nguyễn Sang, thưa quý vị. Và vì sao, cảm ơn quý ông bà chị em, vì sao là có cái tên là Tiếng Hát Vì Người Nghèo? Ở đây có ai biết không à? Chắc chúng ta ở đây ai đó từng nghe đĩa cha sang, giơ tay con xem ạ. CD Thánh Ca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái vùng sâu mà cũng nhiều dữ ha. Hay là fan của cha sang không à, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, cha sang đã thành lập nên chương trình, là vị chủ chăn cũng như là người sáng lập ra chương trình hơn 13 năm qua. Cha đã dùng tiếng hát của mình để thu âm những chiếc CD thánh ca. Cha thu âm vào những chiếc CD thánh ca và cha phát hành những chiếc CD đó, mời gọi tất cả quý ông bà chị em trong nước cũng như là hải ngoại ủng hộ, để cha dùng số tiền đó để cha giúp đỡ cho những người nghèo. Đó, một công việc rất đơn giản của một vị chủ chăn là dùng tiếng hát Chúa ban cho mình để thu âm CD, mời gọi mọi người ủng hộ để giúp đỡ cho những người nghèo. Và kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo được cha thành lập với những cái công việc đó là xây nhà tình thương nè, rồi mổ mắt cườm cho những người lớn tuổi ha, rồi tặng xe lăn cho những người tàn tật, bán vé số, những người cụ già neo đơn. Và bên cạnh đó thì cha cũng tặng học bổng cho những em học sinh nghèo hiếu học. Và hàng tháng như thế này có khi là 2 lần, có khi là 3 lần và đôi khi 1 lần vì công việc, cha ra đi đến những vùng sâu, vùng xa, có khi là Hà Nội, có khi là miền Trung dấu yêu của chúng ta, và có khi là mũi Cà Mau. Và ngày hôm nay đây, điển hình là cha đã mang chở tất cả những tình yêu thương của cha dành tặng trong những phần quà để đến đây thăm quý bà chị em và tặng, trao tặng những phần quà yêu thương. Hàng tháng thì chương trình chúng con mang yêu thương đến những vùng sâu, vùng xa là như vậy. Thì hơn 13 năm qua cho đến ngày hôm nay thì cha đã thành lập được thêm 2 quán cơm tình thương, đó là tên là Huynh Đệ 1 và Huynh Đệ 2. Những quán cơm này cha phục vụ cho những đối tượng đó là bán vé số, những người cơ nhỡ, và với một cái mức giá chỉ có 2.000 đồng thôi quý bà chị em. Cha chủ yếu là phục vụ cho những mảnh đời bất hạnh. Con hy vọng rằng được thay mặt Linh Mục Nguyễn Sang, kính mời cha Sở nè, rồi kính mời quý anh bà chị em, nếu có dịp đi về Mỹ Tho, ở đây ai biết Mỹ Tho Tiền Giang giơ tay con xem coi ạ. Ai biết Tiền Giang, Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang giơ tay con xem ạ. Ít quá, cái này chắc nói cha Sang phải bao gần đây coi, 5-6 chiếc xe đò để chở về dưới ăn cơm tình thương quá. Thưa quý vị, có dịp nào quý vị đi lỡ bước ở thành phố Mỹ Tho thì con xin được thay mặt cha Nguyễn Sang mời quý vị ghé vào quán cơm 2.000 để chúng ta lót dạ với tấm chân tình của vị linh mục luôn yêu thương cho những người nghèo, thưa quý vị. Và rất là rất nhiều công việc không tên mà cha đã thực hiện hơn 13 năm qua. Kính thưa quý vị, vì sao Quý Thanh nói đây là một linh mục đáng kính và đáng quý? Bởi vì với sức người có hạn mà Nguyễn Thanh thấy rằng Chúa đã ban cho cha một cái đặc ân, đó là ngoài công việc chu toàn bổn phận chăm lo cho giáo xứ, và đến ngày hôm nay Nguyễn Thanh được biết cha là chánh sở của giáo xứ Ba Dòng, và hiện tại giáo xứ Ba Dòng là được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn là trung tâm hành hương khu vực phía Nam. Và trong năm thánh vừa qua cha đã đón tiếp rất là nhiều đoàn hành hương, không biết là giáo xứ chúng ta có đi hành hương trong năm thánh chưa. Và với rất là nhiều công việc, với hàng khối công việc như vậy, nhưng mà cha vẫn được ơn Chúa sắp xếp cho ngày hôm nay mang tình yêu thương, chuyên chở tình yêu thương từ đồng bằng lên vùng núi như thế này để thăm quý bà chị em. Chính như vậy, để cảm tạ và tri ân, chúng ta cho cha một tràng pháo tay, và cũng cảm ơn quý ân dân trong nước và tất cả thành viên ạ. Chúng ta cho tất cả mọi người tràng pháo tay, cảm ơn quý vị. Và để không làm mất thời gian thì con xin một phút nữa thôi. Ngày hôm nay con được biết là cha mang tổng cộng là 430 phần quà
đến để trao tặng cho quý ông bà chị em. Mỗi phần quà gồm có là 10kg gạo nè, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một thùng mì, rồi muối, đường, bánh ngọt, kẹo, nước, rất là nhiều nhu yếu phẩm. Một lát nữa đây con sẽ phỏng vấn cha chia sẻ cho quý vị nha. Và đặc biệt bên cạnh đó thì ở miền Tây của chúng con thì ưa dò lô tô, tức nghĩa là mỗi người có cái số như thế này ạ. Con xin mượn một phiếu. Trên đây có cái số, thì một lát nữa đây cha sẽ bắt số ngẫu nhiên. Cha sẽ gọi chúng ai cái số nào đó. Thì chúc mừng những cái con số may mắn. Đó là rất rất nhiều cái phần quà, cảm ơn chị, mà ngày hôm nay cha đã mang đến đây để trao tặng cho tất cả quý vị. Và Nguyễn Thanh xin được thay mặt cha cảm ơn tấm lòng của quý ông bà chị em, những người yêu thương nhất của Linh Mục Nguyễn Sang đã hiện diện nơi đây, đã đến trước nhất là thăm cha và gặp gỡ nhau trong tình cảm mến yêu thương qua sự quan phòng của Chúa của chúng ta. Và giờ đây không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ nghe một tiếng nói rất yêu thương nữa thưa quý vị. Nhờ cha đã là nhịp cầu yêu thương để nối đôi bờ từ Tiền Giang của cha Sang để chúng con về đây thăm quý vị. Một lần nữa mời quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón và gặp gỡ tiếng nói của cha Sở giáo xứ Minh Hưng thưa quý vị. Con xin thay mặt quý bà chị em trân trọng kính mời cha Sở giáo xứ Minh Hưng để cha khai mạc cho buổi phát quà tặng quà ngày hôm nay. Con kính chào cha. Con xin chào cha John Bautista Nguyễn Tấn Sang. Kính thưa cha, thưa tất cả quý ông bà anh chị em trong phái đoàn của cha đã thương mến vì lòng yêu thương giáo họ Minh Hưng của chúng con. Đây là một giáo họ biệt lập, con đang là đặc trách thôi, con chưa được là cha sở đâu. Nhưng mà những cái công việc mà cha xứ ở đây giao cho con thì cha nói là ông cũng y như là cha sở vậy. Dạ, cho nên cái tiếng cha sở con mừng lắm. Nhưng mà con thấy Chúa ban cho cha Sang của mình coi như là rất là nhiều ơn. Ngày vừa rồi ngày lướt qua tất cả những cái công trình ngày làm, những cái chương trình mà ngày làm đấy, con đúng là tâm phục khẩu phục cha. Con đã theo dõi ở trên mạng rất là nhiều. Con cũng mong ước một ngày nào đó được cha về cái giáo họ Minh Hưng nhỏ bé của chúng con đây. Nhưng mà không ngờ con nghĩ Chúa lại làm nhanh đến như vậy. Mới điện con nói với cha một cái là cha ok, một cái là cha tiến hành luôn. Thế là nhân viên của cha điện cho con làm rốt rẹn, chớp nhoáng là gửi cái phiếu về cho quý ông bà anh chị em đang cầm trên tay luôn. Rồi hôm nay cha lại nói là gửi hình ảnh, rồi địa chỉ, rồi số tài khoản nữa, nghe thích quá. Để cha nói tất cả những người thương mến giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà thờ. Đó, cái nhà thờ cũ của chúng con đấy, rời lên trên đó, quý ông bà anh chị em thấy tôn mục nát hết rồi. Nó nhỏ bé như vậy đấy, chúng con rời lên trên đó. Rồi bây giờ chúng con mới có đất để chúng con làm cái nhà thờ này. Cho nên con mừng lắm. Hôm nay nói mà nó không, con không biết con nói gì nữa. Nó nghẹn ngào quá, không biết phải nói như thế nào. Rồi cha cũng hứa hẹn với con, rồi quý ông bà anh chị em trong phái đoàn cũng vậy, gặp riêng con rồi hứa hẹn, rồi gửi cả bổng lễ cho con nữa. Ở đây bổng lễ thì rất ít, mà gửi bổng lễ cho con nữa, đâm ra con cũng mừng lắm. Cái đó thì con nghĩ chắc Chúa trao ban cho con, ban cho con. Bởi vì khi con về đây đấy, là với khi con đặt chân xuống dưới này, con buồn lắm, con nhìn cái nhà thờ đấy, gió mỗi lần dâng lễ là nó cứ lùa tôn, nó cứ lật lên rồi lại lật xuống, lật lên lật xuống vậy, mà giờ nó mục rồi không thay được. Đó, cho nên là vừa rồi xin chính quyền, rồi xin Đức Cha, thì Đức Cha nhìn thấy là Đức Cha cho luôn. Mà con cũng không nghĩ là làm giấy tờ lại mau lẹ đến như vậy. Nhiều nơi xin cả một năm nay chưa được, nhưng mà ở Minh Hưng xin đâu chừng có hơn 2-3 tháng thôi là bên nhà nước ký luôn. Rồi Đức Cha cũng ký luôn. Đó, con nghĩ chắc ơn Chúa ban cho con. Cho nên con cảm ơn cha nhiều lắm. Con không biết lấy gì để đáp cảm ơn cha, để tạ ơn cha. Thì con chỉ biết là cầu cùng Chúa ban cho cha, cũng như tất cả nhân viên trong phái đoàn của cha được dồi dào sức khỏe, bình an, được đầy tràn ơn Chúa. Con xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, trước nhất là con xin được thay mặt cho cha Linh Hướng, tất cả anh chị em thành viên và quý bạn chị em ở đây, xin được nói lời cảm ơn, lời tri ân đối với cha chúng ta ở đây. Là bởi vì, kính thưa quý vị, chính nhờ cha đã nối nhịp cầu yêu thương để tạo mọi điều kiện cho chúng con ngày hôm nay đoàn hiện diện nơi đây. Và chắc có lẽ là con nghe cha luôn cảm tạ Chúa
là bởi vì quý vị đã thấy cái hoàn cảnh nhà thờ cha, quý vị thấy không còn một ngôi thánh đường nguyên vẹn được, quý vị rất là cần những tình yêu thương khắp muôn nơi để nối một vòng tay, để giúp cha lo công việc cho giáo hội, cho giáo dân ở đây. Và cái câu trả lời chắc có lẽ là con xin thay mặt quý bạn chị em ở trả lời là cha nói là chỉ trong vòng một tháng mà cha sang đồng ý mọi việc thiệt là mau, rồi chỉ trong vòng một tháng rất là lẹ là mọi công việc tại giáo xứ cha cũng được ơn như vậy. Thì thưa quý vị, chắc có lẽ là đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời, đúng không cha? Chính như vậy, trái tim yêu thương của cha đã lan tỏa, đã đánh động tới tấm lòng và đặc biệt đã dâng về cho Chúa. Chính như vậy Chúa đã tác động cho cha sở, cha linh hướng của chúng con và tất cả quý bạn chị em thành viên trong nước hải ngoại ngày hôm nay đến đây để thăm cha, đồng hành cùng cha và sẽ cầu nguyện cho cha để cha mau chóng trở thành cha sở cha của chúng con. Dạ. Con kính cảm ơn cha rất nhiều, chúc cha sức khỏe bình an để cha có thể phục vụ Chúa qua tha nhân thật nhiều. Cảm ơn cha. Dạ. Một lần nữa chúng ta cho cha sở một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, và một chiếc áo vòng, một tình yêu mến cùng với cha tại giáo xứ Minh Hưng của chúng ta ở đây, cha giáo họ, thì quý vị sẽ biết hồi nãy giờ con thấy quý vị ngóng trông ha, ngóng trông ngóng chờ xì xào nói là hồi đó tới giờ xem băng đĩa nhạc thôi, nghe tiếng hát thật nhiều rồi mà chưa bao giờ được thấy cha Nguyễn Sang bằng da bằng thịt ở ngoài đời. Giờ đây mời quý bạn chị em, chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật dài, thật nồng nhiệt để chào đón cha Nguyễn Sang, tiếng hát vì người nghèo, thưa quý vị. Lời đầu tiên, con Linh Mục Nguyễn Sang xin được gửi lời chào đến cha chánh xứ và toàn thể quý bạn chị em có mặt tại giáo xứ Minh Hưng sáng hôm nay, lời chào thương mến nhất của con. Hôm nay con và các thành viên tiếng hát vì người nghèo từ 4 giờ sáng đã có mặt tại Sài Gòn và chúng con rất là háo hức từ tối hôm qua để sáng hôm nay đến đây sớm để chúng con được gặp gỡ và thăm viếng giáo xứ cũng như trao tặng quà cho quý ông bà anh chị em. Hôm nay ông bà anh chị em có vui không? Quá vui. Con lần đầu tiên đến đây, một cái ấn tượng đầu tiên mà khi chúng con đến vùng này đó là chúng con cảm nhận được cái một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà bầu khí ở đây rất là trong lành, khí hậu rất là tốt. Nhưng vào tới nhà thờ thì con thấy rất là thương giáo xứ của chúng ta, vì giáo xứ của chúng ta đang bước vào giai đoạn hình thành và phát triển. Chúng ta chưa có ngôi thánh đường mà một cách xứng đáng để thờ phượng Chúa. Chúng ta tạm bợ, che nắng, che mưa. Mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ thì chúng ta phải hết sức là cố gắng rất là nhiều. Điều này đó là một sự trăn trở của cha chánh xứ và con thấy rất là thương mến cha vì công việc mục vụ ở đây rất là khó khăn. Cộng thêm là cha phải lo cho quý bạn chị em rất là nhiều. Nhưng con tin rằng không có việc gì mà Chúa không làm được. Sớm muộn gì thì chúng ta sẽ có một ngôi thánh đường mới, nơi để xứng đáng để thờ phượng Chúa. Cho nên con có nói với cha xứ là sau khi mà nghe cha gọi điện thoại là chúng con cảm nhận được cái sự khó khăn, sự mong chờ của cha và quý bạn chị em ở đây, thì chúng con tạm gác những công việc của chúng con cùng với các thành viên nhanh chân đến đây để gặp gỡ quý bạn chị em. Và nếu không có gì thay đổi thì mùa Giáng sinh này chúng con sẽ trở lại với quý bạn chị em để chúng con cùng chia sẻ với quý bạn chị em trong những cái chương trình văn nghệ thánh ca của mùa Giáng sinh. Ông bạn chị em có đồng ý không ạ? Chương trình tiếng hát vì người nghèo đã được anh Nguyễn Thanh nãy giờ đã chia sẻ cho quý ông bà anh chị em. Chương trình của chúng con là một cái chương trình phục vụ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Công việc 13 năm qua chúng con làm đó là xây nhà tình thương, mổ mắt cườm, tặng xe lăn, xe lát, học bổng, quán cơm tình thương, cứu trợ vùng sâu vùng xa, tặng áo quan cho những người nghèo khi qua đời. Và những công việc đó
một mình con không thể làm được nếu như không có sự cộng tác của các thành viên Tiếng Hát Vì Người Nghèo, đội nón xanh mặc áo trắng rất là dễ thương. Đây là những thành viên ở trong nước cũng như hải ngoại, đến hôm nay con số đã lên đến 1.500 thành viên. Và những thành viên này đã ra đi không mệt mỏi cùng với con khắp mọi miền đất nước, từ Cà Mau đến Hà Nội, từ Đồng Bằng đến vùng cao nguyên, để gặp gỡ và chia sẻ những phần quà cho quý bạn chị em. 430 phần quà ngày hôm nay chúng con trao tặng nó không đáng là gì, nhưng nó gói gọn tất cả tấm lòng của chúng con dành cho quý bạn chị em. Mong quý bạn chị em đón nhận bằng tấm lòng yêu thương của chúng con. Ông bạn chị em có vui không ạ? Trời, con thấy 13 không năm là, qua con thấy không những 430 phần quà mà con thấy mấy cái này là cái gì? Có nồi cơm điện nhiều quá cha giải thích luôn ạ. Đây là những cái phần quà sổ số lô tô may mắn. Nghĩa là hôm nay trong 430 những người nhận quà thì sẽ có 10 người may mắn hơn nữa để có những cái phần quà gọi là cái niềm vui trong ngày hôm nay. À, chúng con hay được gọi là xem coi 430 người hôm nay ai sẽ là được chọn ra 10 người đẹp nhất để nhận 10 phần quà này. Và có người nào mà nhận phần giải nhất, chúng con hay được gọi là hoa hậu. Còn giải nhì gọi là á hậu. Hôm nay chúng ta sẽ có 2 người tranh hạng á hậu, có 2 giải nhì. Cho nên đó là những cái niềm vui mà chúng con được gửi tặng cho quý bạn chị em. Chương trình của chúng con mang tên Tiếng Hát Vì Người Nghèo, tức là dùng tiếng hát của mình thu âm những bài thánh ca trong CD để phát hành, dùng số tiền đó để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh ngoài tiếng hát của con thì có một số anh chị em ca sĩ cũng luôn đồng hành với chúng con trong 13 năm qua. Đó là những người nữ danh ca Dâu Linh, ca sĩ Hương Lan hay là ca sĩ Nguyễn Thanh, cùng với các thành viên là luôn luôn đồng hành với chúng con. Vì thế ngày hôm nay mặc dù đã trễ rồi, thời tiết đã nóng nực, ông bạn chị em có muốn nghe hát không? Có, thích lắm, con biết mà. Thôi thì giờ đây, hôm nay đi thì chỉ có con với ca sĩ Nguyễn Thanh. Thì hôm nay chúng con ở trung tâm hành hương phục vụ cho rất nhiều khách. Một ngày chúng con đón 1.000 khách để phục vụ ăn uống, giúp cho khách có cái đời sống cầu nguyện khi đến trung tâm hành hương. Chúng con phục vụ rất là nhiều, cho nên chúng con nói nhiều, cho nên cái tiếng của chúng con đôi khi nó cũng thanh thanh, mà đôi khi nó cũng khang khang nữa. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng đó là tấm lòng của chúng con xin được gửi tặng cho quý bạn chị em. Và giờ đây xin mời ca sĩ Nguyễn Thanh gửi tặng cho quý bạn chị em trước, rồi sau đó tới con sẽ phục vụ cho quý bạn chị em. Chúng ta cho tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thanh. Một lần nữa con xin được thay mặt cho tất cả quý bạn chị em cảm ơn tấm lòng của Linh Mục Nguyễn Sang. Cha đang thổi thăm. Mừng lắm, cha. Mừng. Nhiều bà cụ đã rơi nước mắt, thưa vui. Quý vị. Dạ. Tấm lòng của cha đã mang tất cả tình yêu thương đến đây. Như quý vị biết, cha đã hứa là Giáng sinh hoặc là những dịp đặc biệt, cha cũng như là chúng con về đây phục vụ cho tất cả chúng ta ở đây bằng tất cả trái tim yêu thương. Và mấy ngày hôm nay, hơn 2 tuần nay, vì lượng khách hành hương tại trung tâm cha rất là đông, hai cha con vừa thuyết trình, vừa chia sẻ công việc và đặc biệt là hát giao lưu. Cho nên giờ đây thôi thì trời cũng đã trưa, mà đặc biệt quý vị cũng sẽ đợi tiếng hát của cha rất nhiều, đúng không ạ? Thôi thì con có một cái nhạc phẩm đặc biệt, đi đến đâu cũng gặp những người khó nghèo. Con coi thấy hình cha. Dạ. Mấy người bị quẹt quẹt quạt đó, con mới có thấy cái hình cha ngày đầu tiên. Dạ, cảm ơn cô. Chúng ta ai có bánh mì đâu, cầm đưa lên cho con xem coi. Bánh mì đâu hết trơn rồi. Bánh mì, đâu, bánh mì. Bánh đâu, bánh đâu. À. Rồi, chúng ta để xuống. Bánh này là con tặng cho quý bạn chị em ăn tại chỗ. Cho nên bánh này chỉ có được sử dụng 2 tiếng hồ thôi. Ngoài 2 tiếng là không ăn được nữa. Là nó bị hư đi đó. Cho nên con nói từ khi phát cho tới khi nhận 2 tiếng đồng hồ mà thôi nha. Ai mà để qua 2 tiếng đồng hồ là không ăn được. Con nói như vậy để cho chúng ta có thể vừa xem văn nghệ, chúng ta dùng bánh mì tại chỗ nha. Con muốn quý bạn chị em dùng bánh mì này để chúng ta ăn tại chỗ để lót dạ, bởi vì con biết quý bạn chị em đi từ sáng sớm tới bây giờ. Và giờ đây chúng ta thưởng thức văn nghệ cây nhà lá vườn có sao nghe vậy nha. Chúng ta trong tràng pháo tay xin mời ca sĩ Nguyễn Thanh. Một lần nữa cảm ơn cha.
không những lo về vật chất mà lo tinh thần, lo đủ thứ hết. Và giờ đây thay mặt cha mời quý ông bà cho em ăn bánh đi, rồi cha với con sẽ hát tặng. Giờ đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Cảm ơn quý vị. Cha đã nói là chúng con hát bài Trái Tim Yêu Thương nha, bởi vì hát giọng rồi thưa quý vị. Đường về đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu khi sóng mong manh, lầy lội qua mưa lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bay mãi tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa, mời có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò cười cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gợi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trùng. Trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai, vừa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đầy cả nỗi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm thật vui ạ. Đường về đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kim sóng mong manh, lầy lội qua mưa lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bay mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa, mời có thâu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò cười cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gợi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trùng. Trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh nghèo, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai, mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đầy cả nỗi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Đầy cả nỗi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hồi đầu giờ con đã nghe quý vị sầm xì là nói một lát nữa đây phải được nghe cha Nguyễn Sang hát, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bây giờ nghe cha hát mấy bài? Muốn mấy bài? Thôi 10 bài luôn đi. Lâu lâu gặp cha phải 10 bài mới đã. Thưa quý vị, cha rất là dễ thương, luôn mang trái tim yêu thương, đã là tấm gương cho Nguyễn Thanh và tất cả những anh chị em thành viên của chúng con. Và giờ đây mời quý vị thưởng thức nhạc một tiếng hát rất là nồng ấm, một tiếng hát Chúa ban không lẫn vào đâu được, một dòng ca vàng của dòng nhạc Thánh ca, tiếng hát của
Linh Mục Nguyễn Sang. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay. Hôm nay con đến đây con nhìn thấy các cụ, cụ bà, cụ ông rất là nhiều. Và đa số là các chị em, là các bà, các mẹ, các chị, là những người đã có gia đình, là những người luôn hy sinh lo cho chồng, lo cho con của mình. Và chính vì thế mà mỗi năm tóc của các bà bạc hơn, da đồi mồi. Cho nên điều đó để cho thấy rằng sự hy sinh vất vả đó rất là cao quý và rất là ý nghĩa. Cho nên mời gọi tất cả những người con phải biết thương mến mẹ của mình. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 81 tuổi. 81 tuổi hả? Rồi con chưa hỏi gì mà sao khóc rồi? Sao vậy? Rồi mới gặp cha nhất. Tuổi thân có con mà không có ở được cái con đi mướn nhà. Lần đầu tiên gặp cha mừng rồi tuổi thân vì con nó không có ở với mình, nó không lo cho mình, phải không? Thôi bây giờ con lớn rồi, nó có gia đình của nó thì thôi hôm nay nó bỏ rơi thì có ông cha với mấy thành viên tới nha, xoa dịu những cái gì mà nó buồn phiền ha. Thì hôm nay vui vì có chúng con luôn đồng hành nha. Nhờ mấy cha, cha thì lâu cũng giúp đỡ cho con. Dạ, cha xứ phải không? Dạ. Cha xứ giúp đỡ. Dạ. Dạ, bà cũng cảm ơn cha xứ nữa. Dạ. Cảm ơn cha xứ giúp đỡ cho bà. Còn bà? Dạ. Hôm nay 80 rồi chú. Dạ, 80, dạ. Dạ. Hôm nay bà có vui không? Dạ, vui. Dạ. Vì thế mà giờ đây con xin được hát gửi tặng cho các bà một bài hát rất là ý nghĩa. Bài hát này được tặng cho cách riêng cho các bà để cầu xin Chúa luôn nâng đỡ và ban sức khỏe bình an cho các bà. Cũng như bài hát này nhắc nhớ những người con dù có đi xa, dù có ở đâu, dù có làm gì thì gia đình, cha mẹ vẫn là quê hương của mình. Một bài hát của nhạc sĩ Trần Long Mẫn được mang tên Mừng Tuổi Mẹ. Chào chúng con. Bài hát này nghe là phải biết yêu mến nhân lời cha mẹ nha chưa? Nghe chưa? Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già rồi con phải mồ côi, gió lay mẹ rung con phải mồ côi. Mồ côi tôi lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, dù biết như thế tôi vẫn phải tin, vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mẹ
cây, gió lai mẹ ruột con phải bồ côi. Bài hát này xin được gửi tặng cho những ai còn mẹ trong cuộc đời với một lời nhắc nhớ: hãy biết kính trọng và yêu quý mẹ của mình, đừng đánh mất ân tình sâu nặng ấy, để rồi một ngày nào đó chúng ta thật nuối tiếc biết bao. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rụng con phải mồ côi. Gió lại mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Con không có mệt mà con hát, con thấy thương các bà mẹ vì các bà mẹ lớn tuổi có những cái sự vất vả, có những lo toan và có những cái mất mát riêng mình. Con rất là xúc động, thấy thương các bà rất là nhiều. Con không biết làm gì hơn ngoài việc đó là con dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các bà được nhiều sức khỏe, sự bình an trong tâm hồn. Và con mong rằng cái món quà ngày hôm nay cũng như sự hiện diện của con cùng các thành viên phần nào xoa dịu những cái nỗi buồn, sự mất mát đó, để cho thấy rằng xung quanh còn có những cái niềm vui, còn có những người luôn đồng hành và đến với các bà mẹ. Và chương trình văn nghệ Cây Nhà Lá Vườn của Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến đây là tạm dừng. Xin được hẹn lại vào chương trình Giáng Sinh. Ok. Thưa quý vị, cha hát mà những giọt nước mắt đã lăn dài đúng không ạ? Bởi vì tiếng hát của cha như quý vị biết đã mang tới cái tình nồng ấm, tình Chúa, tình người và sưởi ấm biết bao nhiêu cảnh đời cơ nhỡ. Và hy vọng một dịp nào đó cha sẽ về đây hát thật nhiều, hát trong tâm tình cảm mến dành tặng cho những anh chị em, những ông bà vùng sâu vùng xa một việc nghĩa cử rất đẹp. Một lần nữa con xin mời quý vị cảm ơn cha bằng tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt ạ. Cảm ơn quý vị. Giờ đây chúng con sẽ bước sang chương trình mới, đó là chương trình xổ số lô tô. Kính thưa quý bà anh chị em, ở đây chúng ta nhìn lên sân khấu, chúng ta thấy 7 người mang 7 phần quà này. Và mỗi phần quà này gồm có 2 phần. Một phần là cái nón. Cái nón này để làm gì? Cái nón thì dĩ nhiên phải đổi rồi. Chứ đâu có ai đem cái nón mà đi múc nước, phải không? À, cái nón là phải đổi. Đổi đây là để chúng ta ra đường, chúng ta bảo vệ tính mạng của chúng ta. Bởi vì chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo không chỉ chăm sóc cho đời sống khó khăn mà còn quan tâm đến cái an toàn giao thông của chúng ta khi ra đường. Ra đường phải đội nón bảo hiểm. Và con nói không phải là chỉ có những người chạy xe Honda mới đội nón bảo hiểm đâu. Xe đạp cũng nên đội nón bảo hiểm. Bởi vì người ta đụng mình rồi mình té xuống mà con có nón bảo hiểm thì nó đỡ một chút nha. Phải không? Đó. Rồi cái cặp này,
Cái cặp này là cặp bé bé rất là dễ thương để dành cho các em ở nhà. Em nào đi học thì mang này đi học, còn em nào chưa đi học bỏ sữa, bỏ đồ chơi trong đây mang qua nhà hàng xóm chơi. Dạ. Dễ thương quá. Đó là những phần quà đơn sơ của tiếng hát vì người nghèo. Bởi vì chúng con là những người cũng là nghèo, chúng con có cái gì chúng con trao tặng cái đó. Và giờ đây chúng con xin được bước vào phần số số lô tô may mắn. Chúng con xin mời những chủ nhân của chiếc vé mà chúng con đọc số thì chúng ta lên nhận quà. Và chúng con nên nhớ, con đọc tới số người nào thì người đó lên đây nhận. Có nghĩa là tới mình tới số thì mình hãy lên, mình chưa tới số là mình không lên. Tới số ở đây là cái niềm vui lên nhận quà nha, chứ chúng ta không có nghĩ là tới số kiểu kia nha. Rồi vậy, phiếu đâu đưa tay lên, cao lên, phiếu đâu chưa rồi thấy à? Con chưa cao thấy dạ, chưa đâu thấy à? Lắc qua lắc lại coi, phiếu đâu đây. Phiếu đâu đẹp rồi quá. Mỗi một người trên tay là một chiếc phiếu, và một chiếc phiếu là một con số, ai tới số thì lên, ai chưa tới số ngồi tại chỗ. Chúng con xin mời chủ nhân chiếc vé đầu tiên, số 48 xin mời lên lễ đài. Lên lễ đài là tức là chúng ta tới số 48. 048. Dạ rồi, đã xin mời có. Xin mời bà lên trên này. Các chị xuống đi. Rồi con chúc mừng cô nha, cô tới số, cô đứng đây. Dạ. Tới số là nhận quà, tại sao cười? Ai cũng cười, chứ tới số mới cười. 133 là chủ nhân chiếc vé 133. 133. Ai tới số à? 133 tới số, mời bà. Rồi đây, con chúc mừng bà tới số. Rồi mời chủ nhân chiếc vé 216. 216. 216 rồi, chúc mừng bà. Chúc mừng bà có nhiều dây chuyền tới số. Dạ. Rồi, xin mời chủ nhân chiếc vé số 85. 85, 85 sáng hôm nay rất là may mắn. 85. Dạ, xin mời đây. Mời chủ nhân chiếc vé 85 rất tuyệt vời, xin mời lên đây. Tới số, dạ. Rồi, 423. 423. Tất cả chủ nhân sáng hôm nay ai cũng đều có dây chuyền hết, dạ, là những người may mắn, và dạ, xin mời. Dạ. Rất dễ thương, dạ. Rồi, cô để xuống đây đi cô. À, cô mở cái nón ra đi cô, để cho mình giống người ta nha cô. Dạ. Xin mời chủ nhân chiếc vé 416. 416. Đây, rất là đặc biệt, trong 5 người có một chú tới số. Mời chú xuống đây. Dạ. Và người cuối cùng là số 39. 39. Con xin mời số 39. Ai là chủ nhân 39? Dạ, mời chị. Hướng này luôn. Đặc biệt một chị có con nhỏ, xin mời chị. Vẫn đoạt hoa hậu hả cha? Có con nhưng mà vẫn là hoa hậu như ngày vâng, nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là 7 người sáng hôm nay là người tới số trong giải đầu tiên, được một cái nón và một chiếc cặp. Trong đó đặc biệt là có một chú và có 6 cô, trong đó là 5 cô khôn ngoan và một cô có con nhỏ. Dạ. Yeah. Và giờ đây xin mời tất cả các thành viên đang mang quà trên tay, chúng ta xây lại trao tặng hai tay cho chúc mừng cho các chúng ta chào pháo tay để chúng ta chúc mừng. Dạ. Rồi xin chúng ta dẫn mỗi người dẫn một người về chỗ, đã dẫn người chị em ta về chỗ. Dạ. Từ từ nha, đây là những hàng dễ vỡ không à. Dạ. Dạ. Rồi còn lại là ba phần quà hôm nay là một giải nhất và hai giải nhì, không có giải ba. Bởi vì ở đây là vùng xa xôi, con nâng cấp qua hậu 2 lên hoa hậu 1 luôn. Dạ. Đây là ba người mang ba phần quà. Đây là... What's your name? Jeffrey. Jeffrey là người ngoại kiều về đây để trao tặng quà giải nhất cho quý bạn chị em. Đó là sự may mắn của giáo xứ Minh Hưng sáng hôm nay. Chúng ta cho tràng pháo tay. Vì từ lâu chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo... đa số là các anh chị em Việt Kiều, nhưng hôm nay có ngoại kiều về đây để đồng hành với chúng ta. Đó là sự may mắn của giáo xứ Minh Hưng chúng ta. Và hai phần quà của hai cô hai bên đó là dành cho hai giải nhì, còn được gọi là giải Á Hậu 1 và không có Á Hậu 2. Dạ, đồng hạng. Dạ, giờ đây xin mời chủ nhân của chiếc vé Á Hậu 1 đồng hạng hôm nay. Xin mời chủ nhân chiếc vé 132. Đây, đây. Á hậu 1. Đây mới là Á hậu 1 đây. Á hậu 1 đứng đây. Dạ. Rồi chúng ta xây ra. Đây, thấy chưa, rất là may mắn.
Chúa ở trên cao nhìn thấy bà hồi nãy chia sẻ trong bài hát là có con cái bị bỏ rơi, nhưng hôm nay bà được vinh dự nâng lên hàng Á hậu 1. Dạ. Và giờ đây chủ nhân của chiếc vé thứ 2, rất là một con số rất đẹp. Người ta nói rằng là cuộc đời này là lên voi xuống chó, hay là người ta nói là ba chìm bảy nổi, chín lên đên. Thì bây giờ đây, những người này sẽ được nổi, nổi với số báo danh là 5, 3, 5, 7. 7 lên đên, 3, 5, 7 thưa quý vị. Rất tuyệt vời. Một cái sự cạnh tranh với Á hậu 1. Đó là chú, còn mời chú. Chú rất là vinh dự cho cánh đàn ông của chúng con. Rất tuyệt vời. Những người tới số mà tới số trong vị trí rất là ưu việt của mình. Á hậu 1, Á hậu 1. Và giờ đây đi tìm ngôi vị cao nhất thưa một đi. Người đứng vị trí đăng quang hôm nay cao nhất. Xin mời chủ nhân của chiếc vé, và chiếc vé này là hôm nay rất vinh dự được cha chánh xứ trao tặng cho chúng ta. Xin mời chủ nhân của chiếc vé. Chiếc vé được mang tên đó là chiếc vé. Chúng ta một lần nữa nhìn lại số của chúng ta, xem mình số mấy. Dạ. Số mấy vô? Số của chúng ta là số mấy? Số này rất là cao. Đó là 380. 80 mấy nè, chưa? 81. Ai 81 đâu, đưa lên coi. 381. 382. 382 giơ tay lên à. Ai 382 à? 383. 384. 385. 386. Con kêu chừng nào con mỏi hơi là con dừng lại, là người đó là đăng quang hoa hậu. 387. Được chưa cha? 388 là số sau cùng. Đăng quang hoa hậu giải nhất, 388. Hoa hậu. Vâng, vâng. Một người đã đoạt giải nhất hôm nay, rất là tuyệt vời. Xin mời anh lên trên này. Dạ. Rất là vinh dự và xứng đáng nhận phần quà này. Và giờ đây xin mời hai Á hậu quay lại trao tặng quà cho ông và bà. Rồi mời chú lên trên này. Và con kính mời cha sở. Dạ, con xin mời cha chánh xứ đến đây. Dạ. Vì đây là phần quà rất là đặc biệt, bà đứng tại chỗ bà. Dạ. Dạ. Rồi xin mời cha trao tặng cho anh này giải nhất. Dạ. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Có, trong lời Chúa, Chúa đều nói ai có thì cho thêm, ngay cả cái không có thì bị rút đi. Anh đã có một cái nón bảo hiểm và anh nhận thêm cái nữa, hai cái, không kể cái nón mũ ở trên đầu. Dạ. Xin một lần nữa chúng ta chúc mừng, tràng pháo tay thật to cho bài những phụ. Người rất là may mắn sáng hôm nay. Bài phụ. Ok, hết. Xin cảm ơn quý bạn chị em, những giây phút vui tươi thoải mái bên nhau như trong tình gia đình chúng con, gửi đến cho quý bạn chị em phần sổ số lô tô may mắn đã khép lại chương trình sáng hôm nay. Và giờ đây chúng con xin được trao tặng 430 phần quà đến tận tay của quý bạn chị em, và mong rằng quý bạn chị em đón nhận với chúng con bằng tấm lòng yêu thương. Và mỗi phần quà hôm nay chúng ta nhận được là cái gì? Là gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, dầu ăn, nhưng có trong đó có một phần thuốc. Thuốc gọi là thuốc cảm, thuốc bình thường, nghĩa là khi trở trời, chúng ta ớn ớn nóng lạnh trong người thì chúng ta sẽ uống thuốc này. Và mỗi một người được 20 viên, con không dám cho nhiều là sao, bởi vì con không muốn bạn xem phải bệnh nhiều. Lâu lâu thôi, lâu lâu trở trời cái mình ho cái, sổ mũi cái mình uống vô nha. Thì mỗi người sẽ uống 2 viên thôi. Nhớ, mỗi lần mình cảm uống mấy viên? 2 viên. 2 viên nha, nhớ đừng có 20 viên, uống vô vậy là chết, mà trước hết là chết cha nha. Con dặn ở đây với mạnh xem khi bệnh chúng ta uống 2 viên mà thôi. Rồi con xin chia sẻ như vậy. Và giờ đây xin quý mạnh xem, để cho việc trao tặng quà hôm nay được diễn ra nhanh chóng và trật tự, xin quý mạnh xem ngồi tại chỗ theo sự hướng dẫn của chúng con. Chúng con sẽ ưu tiên trao tặng quà cho các bà cụ, ông bà cụ, những người chị em phụ nữ có thai, có con nhỏ, chúng con phát trước, trao tặng trước. Còn thanh niên, giới trẻ, chúng con khỏe mạnh, chúng con ngồi tại chỗ nhận sau cùng. Đồng ý không ạ? Dạ, ưu tiên là phụ nữ, là đàn bà,
là những người già chúng con trao tặng trước. Và chúng con sẽ bắt đầu trao tặng đi đường giữa này, và chúng ta sẽ đi ra cánh phía tay phải của chúng con theo sự hướng dẫn của chúng con. Ông bà anh chị em có đồng ý không ạ? Và ai có phiếu trên tay thì chúng ta sẽ được nhận, không có sợ mất phần nha. Ai mang hai phiếu chúng ta sẽ nhận được hai phần quà. Và chúng con xin cảm ơn. Ngày qua ngày tôi luôn thưa với Chúa, con ước mong cơm ngon áo đẹp cho đời. Người đói nghèo cha ơi xin hãy sống ban cho những ai còn chưa có nơi gối đầu, cho những ai còn chưa có nơi gối đầu. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Một tấm lòng con xin thưa với Chúa, con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người yêu tha nhân khắp mọi nơi, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh. Vì xưa ta đói, người đã cho ta ăn, và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Xin thưa với Chúa, xin thưa với Chúa, con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người yêu tha nhân khắp mọi yêu nơi, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh. Vì xưa ta đói, người đã cho ta ăn, và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Vì xưa ta đói, người đã cho ta ăn, và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương.
khi tôi lầm lỡ mới biết rất chia với người lớn lòng. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết rất chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Này Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù loà tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới thấy xót xa với người cô quạnh. Khi tôi thất vọng đời tôi thấu nỗi chờ mong. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Chúa ơi, cuộc sống hôm nay còn nhiều nỗi thất vọng, chán chường và đôi lúc tưởng chừng như gục ngã. Vâng, khi con nghèo đói, con mù lòa, con đơn độc, thì giờ đây con mới biết cảm thông và mở lòng ra để đón nhận những người anh chị em nghèo khổ của con. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và luôn tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ánh mắt mẹ cha. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Xin ghi nhớ ơn người sẽ cớ sẽ áo
chia sẻ khổ đau, chia sẻ tâm lòng. Trong muôn thương đau của kiếp người, là dày cuốn quay là lầy, danh lầy cùng đồng bào là cả đời. Tay trong tay chia vui sẽ sầu, mai sau dẫu nắng phai màu, xin nhớ rằng trên cõi đời mình còn có nhau. Anh em ta ăn trái ta luôn nhớ kẻ trồng cây, uống nước mát thiết tha chân thành nhớ thương về nguồn, cầu xin ơn trời ban xuống bình an muôn ngàn lần phước, cha ơn cho người đã thương giúp ta. Trong muôn thương đau của kiếp người, là dây cuốn quay là lầy, danh lầy cùng đồng bào là cả đời. Tay trong tay chia vui sẽ sầu, mai sau dẫu nắng phai màu, xin nhớ rằng trên cõi đời mình còn có nhau. Chúa xin tạ ơn trời và người anh em, người chị em thương mến gần xa. Xin ghi nhớ ơn người sẽ cơm sẽ áo, chia sẻ khổ đau, chia sẻ tấm lòng. Trong muôn thương đau của kiếp người, là dây cuốn quay là lầy, danh lầy cùng đồng bào là cả đời. Tay trong tay chia vui sẽ sầu, mai sau dẫu nắng phai màu, xin nhớ rằng trên cõi đời mình còn có nhau. Hôm nay ta chân quý nâng niu món quà tình thương, bao công lao chất chiêu hy sinh của muôn tâm. Niềm vui tràn hòa tim ta sẽ san cho người quanh ta, nụ cười thắm tươi nở hoa khắp nơi. Xin tạ ơn trời và người anh em, người chị em thương mến gần xa. Xin ghi nhớ ơn người sẽ cơm sẽ áo, chia sẻ khổ đau, chia sẻ tấm lòng. Trong muôn thương đau của kiếp người, là dây cuốn quay là lầy, danh lầy cùng đồng bào là cả đời. Tay trong tay chia vui sẽ sầu, mai sau dẫu nắng phai màu, xin nhớ rằng trên cõi đời mình còn có nhau. Tay trong tay
nay chia vui sẽ sầu, mai sau dẫu đang phai màu. Xin nhớ rằng trên cõi đời mình còn có nhau. Người hơn được người hiểu biết.
yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. À, kính thưa cha, hôm nay chúng con, các anh chị em thành viên tiếng hát vì người nghèo, chúng con được quay quần bên cha. Để giờ đây chúng con nói lên tâm tình cảm ơn cha rất là nhiều, vì cha đã tạo điều kiện cho chúng con đến đây, một cái nơi rất là xa xôi, một cái nơi rất là khó khăn, mà cha đang làm công việc mục vụ tại nơi đây. Trước mặt chúng con là hình ảnh của một ngôi thánh đường không còn, chỉ còn cái nền thôi. Đó là những gì báo trước cho chúng con, là cha phải vất vả, phải lo để có một ngôi thánh đường mới ở đây để thờ phượng Chúa và cho giáo dân sống cái đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình một ngày tốt hơn. Chúng con nhìn thấy những điều này để chúng con cầu nguyện cho cha rất là nhiều, với sức khỏe và niềm tin để cha sẽ gánh vác một sứ vụ rất là nặng. Và nhưng bên cạnh đó, chúng con sẽ đồng hành với cha trong cầu nguyện, trong sự chia sẻ khả năng của mình, và mong rằng chúng con sẽ có dịp trở lại đây để cùng đồng hành với cha, gần nhất đó là trong mùa Giáng sinh năm 2018 này. Cha ơi, con mừng lắm. Con mừng bởi vì là con nghĩ Chúa gửi những cánh tay nối dài đến cho con qua cái công việc này. Con lo lắm. Lúc này thật sự con không biết phải xin nói. Xin các thành viên chúng ta giữ thinh lặng trật tự để cho cha chia sẻ cho chúng ta. Xin cảm ơn. Thật sự con xin chia sẻ với cha, với quý ông bà anh chị em, là cả hai tuần nay con không ngủ được từ lúc mà cha nhận lời về đây giúp cho con. Con cầu nguyện nhiều lắm. Con nói xin cha cũng tổ chức cái bữa ca nhạc gì đó, có thể là cũng một điều gì đó để giúp cho giáo họ của chúng con. Bởi vì cái giáo họ này con thấy rất là nghèo. Đấy, như cha thấy tất cả bà con, cô bác đến đây, còn nhiều người nữa, họ không có được cái tấm phiếu họ ra, họ cũng buồn lòng với con. Mà cái điều đó cũng làm cho con rất day dứt. Bởi vì con rất muốn nhiều nữa cho họ, nhưng mà con chỉ được như vậy thôi. Con nói thôi, thông cảm, để chúng ta sẽ lần sau, lần này chúng ta không được, nhưng mà lần sau thì chúng ta sẽ được. Chắc chắn Chúa sẽ đoái hoài và nhìn đến tất cả mọi người. Cho nên quý bà anh chị em đừng buồn, tôi sẽ cố gắng, không xin được đoàn này thì sẽ đoàn khác. Đó, nhưng mà thì chỉ là lời hứa thôi. Nhưng mà hôm nay Chúa đang làm dần dần. Con nghĩ Chúa đang thực hiện ở trong những cái lời mà Chúa đã hứa, như là hứa cho dân Israel vô vùng miền đất hứa vậy đó. Thì hôm nay Chúa cũng đã hứa với giáo họ Minh Hưng của chúng con. Đấy, hôm nay cha đã đến, rồi quý bà anh chị em đến. Con thấy qua cái cách làm của cha đấy, con tâm phục khẩu phục. Người ta nói của cho không bằng cái cách cho. Hôm nay cha cho mà con cảm thấy con rất ngậm ngùi. Con ngay cái lúc này, cái lòng con ấy nó rất xuống sang. Con không biết phải chia sẻ cái tâm như thế nào, nhưng mà chắc con nghĩ cha hiểu được lòng của con. Trong cái lúc này, quý bà anh chị em hiểu lòng con. Con cảm ơn nhiều lắm. Con chỉ biết cầu Chúa là chúc cho phúc cho cha được luôn dồi dào sức khỏe, rồi tất cả quý bà anh chị em trong cái ban đồng hành cùng với cha. Con nghĩ cái đó là ơn Chúa đang tuôn đổ xuống trên giáo họ của chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn cha nhiều lắm. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em rất là nhiều. Cho nên hôm nay cha ở đây thì cha rất là khó khăn. Chúng ta cũng ăn cơm đây, ra ngoài ăn cơm các khác, mình chơi ngang ăn dĩa cơm. Ok. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi thái sinh mình, gỡ Đức Kitô chân thành mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề huy, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề huy. Cảm ơn
cha. Cảm ơn cha. Chúng ta cha nói bây giờ đó, đi về cho nó nhẹ nhàng, cái xe đừng để nhiều tiền nhiều bạc. Không, cho nên mình cứ cho đi ngày mai chú cho cái khác, không có cha sẽ trả lại cho. À, thưa cha, hôm nay chúng con đến đây, chúng con rất là bất ngờ vì chúng con nhìn thấy cái ngôi thánh đường của cha cần phải xây dựng lại. Thì chúng con cũng trước hết là chúng con muốn chia sẻ đóng góp với cha liền bây giờ bằng những gì chúng con có trong khả năng của mình. Con có nói với các thành viên rằng là tiền bạc của cải khi mình đến đây rồi đi về để lại đây hết cho nhẹ xe và nhẹ người, bởi vì đi về nhà Chúa là thanh thoát nhẹ nhàng. Dạ, cho nên tất cả những gì chúng con có chúng con xin trao cho cha ngày hôm nay, của ít nhưng lòng nhiều, nhưng rồi chúng con sẽ trở lại đây nữa trong cách này cách khác, bởi vì Chúa rất là quan phòng và Chúa rất là luôn yêu thương những ai nhiệt thành trong công việc phục vụ nhà Chúa. Và con tin chắc chắn rằng là sẽ có nhiều người đồng hành với cha, trong đó có thành viên tiếng hát với người nghèo của chúng con. Và chúng con xin trao tặng cho cha những cái bàn tay nối tiếp với cha, những cái viên gạch. Đây là những viên gạch đầu tiên. Thêm. Thêm dễ thương ghê vậy đó. Thêm cái gì chứ, cái này thì được. Dạ. Chứ ăn cơm mà đòi thêm cơm là thêm đồ ăn con không có chịu. Đó, thêm. Những cái thêm này rất là quý đó. Dạ. Con xin gửi trao tặng cho cha. Dạ. Cảm ơn cha nhiều lắm. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã thương đến giáo họ của chúng con. Con xin Chúa chúc lành cho cha cũng như cho tất cả quý ông bà anh chị em rất là nhiều. Rồi bây giờ coi như là việc trao tặng quà của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng ta vào trong kia chúng ta rửa mặt, xong rồi chúng ta lên xe nha, rồi chúng ta sẽ về.